Thưa quý vị, ông Sam Rainsy kêu gọi người Campuchia chống Việt Nam, đến từ Campuchia. Theo báo Khmer Times ngày 30 tháng 7, thủ lãnh đảng đối lập CNRP là ông Sam Rainsy đã kêu gọi trên Facebook cá nhân cần phản đối Việt Nam khi Việt Nam đang phải tìm sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế trong vấn đề tranh chấp biển đông với Trung Cộng. Ông Rainsy cho rằng bất cứ quốc gia nào vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia phải bị lên án nặng nề bởi cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, Việt Nam phải bị lên án trong khi Việt Nam cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong đối phó với sự bành trướng leo thang của Trung Cộng ở Biển Đông. Ông Fay Sipan, phát ngôn viên chính phủ Campuchia cho rằng lời kêu gọi của ông Sam Rainsy sẽ không thành công vì nó là một kiểu đối đầu. Phát ngôn viên chính phủ Campuchia nhắc lại rằng đường biên giới Việt Nam-Campuchia đã được phân định cắm mốc thành công trên 80% và đang được tiếp tục phần còn lại trên cơ sở các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết chính thức ông Sam Rensi đang kích động, xúi giục một số người dân Campuchia chống phá biên giới với Việt Nam bằng cách bịa đặt, tuyên truyền xuyên tạc rằng Việt Nam là kẻ thù của người Campuchia. Nhân vật này, cùng với đảng CNRP đối lập, đang reo dắt mầm móng của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, khủng bố, chỉ đẩy Campuchia vào chỗ rối loạn để phục vụ cho các ý đồ chính trị cá nhân đen tối truyền thông trong nước cho rằng đang có khả năng có bạn tài của bên thứ ba đang đứng phía sau điều khiển giật dây ông Samrosi chống phá Việt Nam ở Tây Nam để họ rảnh tay lấn đến Biển Đông.